Daniel! Chào mừng quay lại, Maji Ma-chan. Saga Gua-hang. Có thông tin báo với tôi rằng anh đi ra khỏi Sotenbori. Anh làm tôi lo đấy con hổ à. Trong lúc tôi thấy ai đó lãng vạn ở bờ sông, tôi còn tưởng là anh cơ lo quá mà. Tôi đến nhà tù để gặp Nishitani. Vậy à, anh đã đi cả một chặng đường tới nhà tù đó sao? Đấy là cống hiến đấy, nhóc. Sotenbori không phải là nhà mày, thằng khốn. Nó là nhà tù của mày, nhà tù của mày. Khi mà mày có lỡ bước ra khỏi cửa khách sạn chết tiệt đó thì mày cũng phải để bọn lễ tân biết mày đi. Vậy nói tao nghe, mày là cái gì mà có quyền trốn khỏi tù mà không nói nổi một lời xin phép hả? Nói. Vậy giờ mày định đi đâu khi mọi chuyện đang rối tung lên hả? Thường thì tôi đang đi đến báo cáo cho ông. Vậy hả? Thế thì tốt. Bởi vì nếu tao giết mày ở nơi như thế này thì nó sẽ làm tan nát trái tim tao mất. Hãy suy nghĩ về cô nàng dọn dẹp tội nghiệp đó. Vậy tôi đoán là anh đã gặp Nishitani, hắn khai rồi đúng chứ? Vậy vị trí của Makoto Makimura là ở đâu? Đại loại thế, tôi cũng biết rằng cái gã mặt vết trắng đó chả có liên quan gì tới Nishitani. Cái gã bắt Makoto là ở tập đoàn Nikkyo, ông ta tên là Sera. Tập đoàn Nikkyo? Họ không phải là một gia tộc riêng lẻ, họ thuộc Tojo. Ở trong gia tộc Tojo, vậy họ cũng như Shimano à? Nishitani cũng được gia tộc Tojo trả công, ai đó ở trong gia đình nhà Dojima. Vậy là có hẳn ba phe phái khác nhau trong gia tộc Tojo đang đều hướng mục tiêu về Makoto Makimura sao? Và anh biết hết mọi thông tin Nishitani có rồi phải chứ? Đúng vậy. Nishitani không phải là đứa dễ khai thác thông tin. Vậy mà anh lấy được chắc phải tra tấn hắn vải cả cứt ra mới được hả? Anh đã làm gì? Một vài cái này và cái nọ. Vậy chúng ta đã biết Makoto rất nổi tiếng với những chàng trai trong gia tộc Tojo. Vậy giờ cô ta ở đâu? Một con phố cổ ở Camellia, tên chỗ đó là Benten Inn. Đó là nơi mà tổ chức Nikkyo đang ở đó. Phố cổ Camellia, lựa chọn tốt đấy. Phải nói rằng mấy ông Nikkyo này có khẩu vị ngọt đấy. Ý ông là sao? Một cô gái như kiểu Makoto Makimura mà ở Camellia thì không sống nổi. Thử. Anh sẽ hiểu điều đó khi anh đến đấy. Chúng ta đi thôi. Hả? Ông cũng đi cùng tôi à? Có bao giờ anh thấy chủ cửa chó của mình đi dạo một mình bao giờ chưa? Éo có phải không? Nếu anh mà đi Sotenbori, tôi là chủ, tôi phải dắt anh đi, rõ chưa? Sao, cậu muốn dành chút thời gian ở bên tôi hơn à? Được rồi, chúng ta sẽ đi với Camellia. Bọn họ cũng đang chờ chúng ta đấy. Nếu chúng ta vào nơi đó khi anh đi ra kết thúc cũng phải thừa sống thiếu chết. Thế anh sẵn sàng chưa? Tôi sẵn sàng rồi, dẫn đường đi ông già. Xem ai hăng hái chưa này. Đừng có làm tôi thất vọng lần đấy nhé, Ima. Được, chúng ta lăn đến đấy thôi.
Anh nói sao, đẹp dai. Đến giờ vui chơi rồi đúng chứ? Tôi có ưu đãi tốt cho anh đây. Xin lỗi, bà. Chúng tôi đến đây vì một công việc cụ thể. Anh thật biết chế nhạo người khác. Vậy anh đang đi đâu đấy? Ngay chỗ đó. Benteng In Makoto trong đó à? Nếu như lời Nitashi nói là sự thật thì đúng vậy. Tôi đến đây, Makoto. Đi đường nào trước? Hãy làm chuyện này nhanh chóng thôi nào. Chúng ta chia nhau ra tìm cô ta nhé. Tôi sẽ đi bên trái, còn anh qua bên phải Majima. Ông chắc là ông sẽ ổn không đó, Sagawa. Không phải lo cho tôi sẽ giết bất cứ ai trong tầm mắt, đơn giản và dễ dàng. Dù là lính của bọn Nikkyo, Sera hay Makoto Makimura thì nó cũng chả quan trọng, giết hết giết sạch. Vậy đừng để hết đạn nhé. Đây có phải là Majima Goro không nhỉ? Nếu tôi là anh ta thì sao? Chủ tịch Sera không có ham muốn đến cái mạng của anh. Làm ơn mời anh cút khỏi đây và bỏ chuyện đi, nếu anh vẫn còn muốn vào lại gia tộc Toyo. Những việc đó sẽ được lợi thế nào khi mà đến cờ của gia tộc cũng chả phất lên nổi? Làm ơn hãy nói chuyện hợp lý một chút. Nếu anh kháng cự và tiến xa hơn, tôi sợ rằng chúng tôi không thể cho phép anh sống. Hử, điều đó nghe với tôi cứ như anh có hàng gì ngon lắm mà giấu. Các anh làm tôi tò mò rồi đấy. Vậy chúng tôi có thể hiểu đó là lời từ chối quay đầu đúng không? Hiển nhiên, tao từ chối. Giờ đừng có sủ nữa. Và chúng mày có định giao Makoto ra đây không hay là để bị đá đít? Tôi từ chối cả hai lời đề nghị từ anh. Đừng có nhẹ tay với hắn. Hắn ta cần biết là không thể dẫm lên người nhà Nikkyo mà đi qua được. Hey!
Yeah!
Ấn tượng đấy, anh có thể tiến xa đến tận đây và chống hết tất cả người của tập đoàn. Tôi hiểu vì sao mà anh là người mà Shimano ưa thích nhất. Makoto Makimura đang ở đâu? Tôi giao cô ấy cho đồng nghiệp rồi, cô ấy vừa đi xong. Ông làm cái gì cơ? Đồng nghiệp của ông là ai? Anh không việc gì phải nóng giận như thế, tôi cũng định bảo với anh đây. Cái gì? Tin tôi đi, tôi không phải kẻ thù của anh. Ông thôi cái trò hề ông đang diễn trước mặt tôi đi, nó không vui như ông tưởng đâu. Tôi xin lỗi vì đã cư xử với anh lúc đó không phải phép, nhưng tôi cần phải biết mức độ quyết tâm của anh cao đến đâu. Quyết tâm? Anh có nhận ra một điều là không chỉ tổ chức Mikio mà còn rất nhiều nhóm khác hứng thú với Makoto Makimura. Tôi còn nghĩ tới các tổ chức sẽ bắt cô ấy đi, nhưng không ngờ cô ấy lại được một người khác cứu. Và người làm điều đó chính là anh, Majima. 3 năm trước, một người nhà gia đình Shimano đã biến mất mà không có một dấu vết gì, và rồi anh ta lại xuất hiện ở Sotenbori. Xa hơn nữa, tại sao anh lại liên quan đến Makoto Makimura thế? Tổ chức Omi, tên Sagawa đã cho anh gặp cô ấy để có thể dễ dàng hoàn thiện hai mảnh ghép với nhau, nhưng sau cùng, lại luôn luôn có một hiệp sĩ. Tại sao anh lại phản bội Sagawa và giúp cô gái đó? Anh biết cô ấy đáng giá ra sao à? Anh đang nhắm vào tiền từ cô ấy đúng không? Quên chuyện đánh giá của Makoto đi, tôi không cần. Chính xác là như thế, anh không biết cô ấy đáng giá thế nào phải chứ? Vậy tại sao anh lại mạo hiểm mạng sống của mình để có cô ấy chứ? Hay là anh yêu cô ấy rồi? Chắc không đâu nhỉ? Ông thì biết gì về tôi chứ? Tôi phải cần một lý do đặc biệt nào đó để giúp một người à? Thôi thôi, ông không phải chối, mà lý do có là cái gì thì ông cũng phải giữ cho cô ấy sự an toàn tuyệt đối đúng không? Và tôi không có ý định bôi nhọ mong muốn đó chút nào. Nhưng chúng ta đang đứng ngang đường với tương lai của tổ chức Toyo, đã có quá nhiều máu đổ rồi. Nếu anh muốn thay đổi họng súng và trở thành một người hùng của cô ấy như thế, tôi không thể đứng nhìn như vậy được. Vậy nên tôi đã thử lòng quyết tâm của anh. Ừ, một người dân thực sự bình thường sẽ biết cách làm điều đó. Vậy tôi đã ghi được điểm trong bài kiểm tra ngọt ngào của anh chưa? Tôi là kiểu người hơi kỹ tính, anh thấy đấy, không bao giờ tin vào điều gì cho đến khi anh xác nhận nó bằng đôi bàn tay của mình. Majima, nếu anh muốn bảo vệ Makoto Makimura bằng cả mạng sống của mình, chứng minh điều đó bằng cách hạ tôi đi. Và sau đó ông sẽ nói cô ấy ở đâu cho tôi đúng chứ? Tôi sẽ, anh có lời hứa từ tôi. Phải chơi theo luật của ông làm tôi bực cả mình, nhưng tôi nói chuyện bằng nắm đấm nhanh hơn là mồm nên cũng được. Ông sẽ nhận sự phẫn nộ này từ tôi. Hurry!
Sao, thỏa mãn chứ? Thỏa mãn, anh tuyệt đối có thể bảo vệ được Makoto Makimura an toàn theo cách tốt. Vậy nói ngay, ông đưa Makoto cho ai? Anh ta làm công ty nhà đất. Nhà đất? Tại sao một gã làm nhà đất lại có thể có cô ấy chứ? Cô ấy không biết rằng Makoto Makimura đang bị lừa đảo một mảnh đất. Mảnh đất 3 mét đó đáng giá cả tỷ yên, đó là mảnh đất trống. 3 mét vuông đáng giá hàng tỷ yên, nó có trên cái hành tinh này á? Đó là nơi hình như anh cũng biết mà. Kamurocho, họ đưa Makoto đến Kamurocho. Đúng vậy, và bây giờ tương lai của gia tộc Tojo được đặt vào người sẽ sở hữu được mảnh đất đó. Nơi cả tỷ đó để đổi lại rất nhiều thứ. Mảnh đất đó là chìa khóa của cả một dự án hồi sinh Kamurocho. Tiền và sức mạnh khi có nó là thứ vô kể. Vậy cả một đội quân giang hồ muốn có trong tay mảnh đất của cô ấy bằng cách chiếm đoạt tức hiếp một cô gái mù á. Gia tộc Tojo đã trở nên thối rữa kể từ khi tôi đi như vậy sao? Làm ơn hãy tin tôi không có hứng thú cho phép mình hại cô ấy đâu. Hay, thế là tốt cho ông đấy. Trong khi ông đang chơi đẹp thì tất cả bọn người khác thì lại dùng hàng nóng. Tôi còn tí suýt trọc vì có đứa đặt bom trên xe nữa cơ. Và bây giờ ông đang nói với tôi một số chiếm nhà đã đến bắt được cô ấy. Tại sao không gửi một lời mời chính thức với nội dung đến và bắt cô ấy? Công ty cụ thể này là không chính thống. Khi mà Makoto trong sự kiểm soát của họ thì cô ấy sẽ an toàn thôi. Ở cái thế giới khốn nạn này, ông có cái linh gì để bảo đảm cô ấy an toàn chứ? Giờ đưa tôi cái tên và địa chỉ nhanh lên. Vậy anh biết xong sẽ làm gì với điều đó? Tất nhiên là tới Kamurocho rồi. Ngay cả khi làm như vậy chỉ khiến cô ấy gặp nguy hiểm lớn hơn thôi. Tại sao ông biết điều đó? Anh nghĩ là công ty anh đang làm sẽ để anh đi ra ngoài Kamurocho một mình à? Anh ta sẽ giết Makoto đấy. Nếu anh đến Kamurocho, cái chết sẽ luôn theo anh dưới từng góc chân. Nếu anh thực sự quan tâm đến cô ấy thì anh cứ ở Sotenbori phục vụ cho Sagawa, không phải nó là điều nên ưu tiên hơn à? Ông có gì đảm bảo cái thằng dở làm nhà đất đó có thể giữ Makoto an toàn không? Cái gì đây? Nếu mà anh không thể tin tôi, chỉ súng vào đầu tôi đi. Danh thiếp của gã buôn bán nhà đất đó ở túi áo ngực của tôi. Anh có thể lấy nó khi tôi chết. Tôi đã nói hết tất cả cho anh vì tôi tin. Bây giờ tôi cần biết chúng ta có giống nhau không?
ở Kamurocho. Nếu Makoto bị sẹo thì tôi sẽ kéo ông xuống địa ngục. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy bằng cả mạng sống. Anh hãy ở Sotenbori và giữ chân Sajawa. Trò chuyện với một thằng ăn cắp. Một màn kết hợp hoàn hảo Majima. Anh có súng của hắn, vì vậy tôi có thể lao vào giết hắn đúng không? Anh ta đây rồi. Lại một tay buôn bán bất động sản là bạn của Makoto Makimura à? Đừng nhăn nhó nữa. Anh muốn biết mà đúng không? Tachibana Fudousan, Kiryu Kazuma. Tôi đoán là đến lúc anh phải ra khỏi chuồng rồi, Majima à. Tôi nói rằng Sotenbori không thể giữ anh lại được nữa, phải thả anh về tự do rồi. Anh sẽ đến đó phải không, Kamurocho ấy? Ông để tôi làm thế sao? Thôi nào, chúng ta còn sự lựa chọn nào là đi đến Kamurocho và săn bằng được Makoto chứ? Chúng ta đã đi xa đến mức này rồi. Chúng ta sẽ đuổi con điếm đó đến tận cùng, cho đến tận nơi có cánh cổng của quỷ dữ để kết thúc điều đó. Anh và tôi, con hổ ạ. Quay trở lại với câu chuyện của Kazuma Kiryu. Như cái bẫy được đặt ra bởi đội phó gia đình nhà Yojima Hiroki Awano, Kiryu nhận ra mình đã bị đặt bẫy tại Kamurocho. Nhưng Tachibana giật lấy anh ta khỏi nanh vuốt của họ trong một ván cờ cuối cùng. Một đường đua khốc liệt tới mảnh đất trống. Nó đạt đến tầm cao mới khi ngay cả trụ sở chính gia tộc Toyo, chúa tể của thế giới ngầm Nhật Bản, cũng tham gia. Chiến tuyến được vẽ lại với tần suất chóng mặt và cuộc chiến bước vào giai đoạn đẫm máu tiếp theo của nó. Kiryu đã có tên của người sở hữu mảnh đất trống đó. Một người phụ nữ trẻ tuổi, Makoto Makimura, đưa cô ấy một cách an toàn từ Sotenbori đến Kamurocho trở thành ưu tiên hàng đầu của anh ấy. Đối với họ, cô ấy là hy vọng duy nhất của Kiryu và Tachibana có thể ép buộc ngược trở lại gia đình Dojima hay không.